Xin chào cả nhà, hiện nay Thanh Thủy đang đứng tại dãy Hải Âu 2 thuộc dự án Vinhome Ocean Park Gia Lâm. Hôm nay Thanh Thủy sẽ dẫn cả nhà đến xem căn 150m² tại dãy Hải Âu 2. Đây là căn shop house song lập, cả nhà theo chân Thanh Thủy nhé. Đường Hải Âu 2 là đường 30m, vỉa hè rộng 5m, được quy hoạch là khu phố thương mại, phù hợp với nhu cầu ở và kinh doanh. Thanh Thủy đang thấy có rất nhiều các cửa hàng đang sang sửa về đây và các cửa hàng hiện hữu, ví dụ như là cà phê hay các nhà hàng ăn uống, các quán bán đồ ăn như bún miếng phở, quán cơm văn phòng. Căn shop house song lập 150m, có mặt tiền 7,5m, sâu 20m, đã được chủ đầu tư Vinhome bàn giao 3 tầng, 1 tum hoàn thiện mặt ngoài, diện tích xây dựng một mặt sàn là 72m, sân trước không có rào chắn để gia chủ tự do lựa chọn phong cách của mình. Hướng nhà đông nam, sau nhà lại là view hồ lớn, là một trong những lựa chọn phong thủy tuyệt vời. Khoảng sân hông dài kết nối với sân sau rộng, thoải mái cho các dịch vụ ngoài trời như quán cà phê, nhà hàng hoặc tiểu cảnh sân vườn. Vì quá yêu thích nên chủ nhà đã giữ lại không bán vào lúc giá 35 tỷ và giờ muốn bán với giá hơn 20 tỷ. Còn lý do vì sao xẻ thế thì gặp chủ nhà sẽ tâm sự mỏng ạ. Sổ đỏ cất kết mới cóng chờ với chủ mới. Anh chị nào quan tâm liên hệ Thanh Thủy nhé. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video ạ.